Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn thân mến, cứ mỗi độ xuân về, người dân lại nô nức đi lễ hội, đền, chùa để thể hiện lòng thành, cầu mong một năm bình an, may mắn. Đồng thời cũng là dịp để được hòa mình vào những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, đất nước. Điển hình là lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội Chùa Hương diễn ra từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Từ lâu, lễ hội đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hình thức tổ chức và nội dung các lễ hội có sự kết hợp giữa lễ và hội, đan xen giữa tín ngưỡng dân gian, thờ cúng thành hoàng làng, tín ngưỡng phồn thực. Ý nghĩa phần lễ trong các lễ hội mùa xuân không chỉ đơn thuần mang yếu tố tín ngưỡng mà còn là hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần, mang đậm nét đạo lý, truyền thống, tôn kính tổ tiên, uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công đức của các vị anh hùng, danh nhân có công xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, những bậc tiền nhân có công lớn trong việc khai hoang, mở đất, chiêu dân, lập ấp, truyền nghề, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị gặp vạn sự cát lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp phát tài trúng đậm, tiền vàng ngập két. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng đậm giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là Tử Vi Tổng Quan Ngày Mới. Mở đầu chương trình là thông tin Tử Vi Tổng Quan ngày 25 tháng 1 năm 2023, thứ tư dương lịch. Âm lịch là ngày 4 tháng 1 năm 2023. Là ngày Quý Mão, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão, tiết khí, đại hàn, ngày trực phá. Hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mão, lục hợp với tuổi Ngọ, xung với tuổi Sửu, hình với tuổi Sửu và tuổi Tuất, phá với tuổi Tuất. Về ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, hôm nay là ngày Quý Mùi, tức chi khắc can, thổ khắc thủy, nạp âm dương liễu mộc, kỵ tuổi Đinh Sửu và tuổi Tân Sửu. Ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt người tuổi Tân Mùi, tuổi Kỷ Dậu, thuộc hành thổ không sợ mộc, ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày Mùi, lục hợp với Ngọ, tam hợp với Hợi, Mão, thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hình Tuất, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Tuất, tam sát kỵ tuổi, Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Sửu và tuổi Tân Sửu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Mậu Thân và tuổi Canh Thân. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thiên Thành, tốt mọi việc; Kính Tâm, tốt đối việc tang lễ; Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc; Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao: Thiên Ôn, kỵ xây dựng; Trực Phá, xấu mọi việc. Trong đó có sao Thiên Ân, Tuế Đức Hiệp là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Trực Phá là sao Đại Hung, mọi việc đều phải kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 25 tháng 1, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như mở tường, san đường. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho,
xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Bắc để đón tài thần và đi theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thuần dương, xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 25 tháng 1 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy cục diện tương hại khiến công việc trong ngày hôm nay của người tuổi Tý gặp không ít trục trặc. Dù con giáp này đã cố gắng để giành được cơ hội thăng tiến, song rất nhiều chuyện cản đường, khiến công sức vất vả bấy lâu bỗng một ngày trở thành thứ mà người khác sở hữu. Chính quan gánh đỡ, cứu vớt lại phần nào vận trình của bản mệnh nhờ năng lực của bản thân. Mặc dù không may mắn trong ngày hôm nay, song những thành quả mà bạn tạo ra thì không gì có thể phủ nhận được. Thổ khắc thủy cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần rạn nứt vì cách hành xử của bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh kim, nên chú ý tới vấn đề ăn uống, bổ sung nhiều rau xanh tốt cho dạ dày và gan. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp nhờ có duyên bán hàng. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, người tính không bằng trời tính. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ, nên tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, được thưởng thức những món ăn ngon. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 64, 47. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu. Công việc chẳng suôn sẻ như ý muốn. Những ý kiến bất đồng trong tập thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên có thể khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Bạn có thể không màng đến những rủi ro có thể ập đến mà bất chấp hành động khiến cho những sai lầm có thể tìm đến. Đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng vì tác động của bất cứ ai mà ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Sửu mùi tương xung dự báo cuộc sống hôn nhân không như bạn vẫn tưởng tượng. Vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt gây ra sự căng thẳng, ức chế cho con giáp này. Bạn mệnh không tìm được cách để hóa giải cho hợp lý. Có lẽ bạn cần nhiều thời gian hơn để hài hòa giữa lối sống của hai người. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, hãy tâm sự với người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, đôi lứa có sự ăn ý ngầm, chẳng cần phải nói ra. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, tinh thần phơi phới khi mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, cần trao đổi bàn bạc với người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 52, 90. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, chính tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của người tuổi Dần đang trên đà tăng tiến vô cùng thuận lợi. Nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định và có chiều hướng tăng lên mỗi ngày. Hãy tiếp tục nỗ lực để có thể phát triển hơn nữa. Công việc không có gì đáng ngại và mọi việc vẫn theo kế hoạch. Đồng thời dự báo trong thời gian tới, các bạn có thể gặt hái được những thành công cũng như nhận được sự giúp đỡ của quý nhân giúp vận trình thăng tiến đáng kể. Thiên hỷ giúp cho người độc thân có nhân duyên tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp được người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Thêm vào đó, các bạn cũng đang chú trọng tới mối quan hệ gia đình nên hôm nay là cơ hội tốt để dành sự quan tâm tới họ. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, nhận được khoản tiền lương xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, lòng ganh tị sẽ khiến bạn trở nên hẹp hòi hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, chỉ cần triển khai mọi việc đúng định hướng đề ra. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, có những bước phát triển vững chắc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, hãy tin tưởng và dựa dẫm vào gia đình nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 24, 14. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy tam hợp tác động khiến cho người tuổi Mão giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngoài ra, bản mệnh còn nhận được sự cổ vũ động viên đến từ nửa kia. Nhờ vậy mà bạn có thêm động lực và thêm tin tưởng vào chính bản thân mình. Đối phương sẵn sàng cùng bạn đối diện vượt qua mọi sóng gió. Thiên tài thì còn mang vận may tài lộc đến cho con giáp này. Với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án đầu tư trước đó sẽ liên tục đổ về túi bạn. Có người còn may mắn khi trúng số, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc trong ngày này. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, tốt nhất nên tránh các cuộc tranh luận bàn tán. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, không vì ham danh lợi mà bất chấp tất cả. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, nhận được sự giúp đỡ của người thân. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, hãy mạnh dạn chớp lấy thời cơ trước mắt. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh Kim, suy xét mọi việc trước khi hành động, thành công mới có thể tìm đến. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 82, 42. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, kiếp tài khiến cho người tuổi Thìn khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp. Bạn nên học cách kiềm chế, tự đánh giá lại bản thân mình trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác. Đối với vận tài lộc hôm nay, bạn không có nhiều cơ hội về tiền bạc như mong đợi. Ngược lại dễ gặp chuyện không hay, tiền tiêu bỏ vốn vô ích. Cho nên hãy cẩn trọng để có thể giữ tốt túi tiền của mình. Với chuyện tình cảm của con giáp còn độc thân, có thể sẽ tạm chấp nhận cuộc sống cô đơn hiện tại và từ chối những lời giới thiệu mai mối của người quen. Bạn chán nản và sợ hãi khi nhìn thấy nhiều bi kịch cuộc sống khi hôn nhân tới. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, cẩn thận với những lời gièm pha của kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ,
hãy dành thời gian kiểm điểm bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, hãy chú ý tiếp thu những kiến thức hữu ích. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, không nên quá khắt khe trong các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, hãy nhanh chóng giải quyết những mâu thuẫn tồn tại. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 93, 61. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hội nâng bước, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể đưa ra những quan điểm, định hướng chuẩn xác. Nếu bạn chú ý lắng nghe thì ắt sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích. Vận trình tình cảm trong ngày khá hài hòa. Người tuổi này nên dùng những hành động quan tâm thiết thực để bày tỏ tình cảm chân thành của bản thân với người trong lòng. Các cặp đôi có sự thấu hiểu và tin tưởng. Hơn nữa, có vấn đề gì hai bạn cũng trao đổi thẳng thắn, nên hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng. Thực thần nâng đỡ, người tuổi Tỵ làm ăn có lộc trong ngày hôm nay. Vì vậy, bản mệnh không nên chần chừ do dự trước những cơ hội đầu tư kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bạn sẽ nhanh chóng thu được lời lãi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, đừng lơ là sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, nhận ra ai là người trân trọng mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, làm gì cũng phải theo tới cùng mới thôi. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 45, 36. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thương quan ngáng trở, báo hiệu vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ không được suôn sẻ cho lắm. Bạn có thể phải đối mặt với một vài trục trặc trong công việc. Nguyên nhân có thể xuất phát từ bản tính bốc đồng, nóng vội của bạn. Tuy nhiên, tam hội giúp sức, người tuổi Ngọ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Thậm chí bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tăng năng suất lao động, truyền động lực cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Tình cảm cũng khá suôn sẻ nhờ lục hợp. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên niềm tin dành cho nhau thì sẽ luôn bền vững bất kể có điều gì xảy ra. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, hãy trò chuyện với người thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, giữ chặt túi tiền trong tay, chớ tin lời người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, bước gần hơn tới mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, đừng để những bệnh vặt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, học cách bình tĩnh hơn trong việc nhận định. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 55, 63. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên giáng mệnh, người tuổi Mùi cần phải hết sức bình tĩnh, chớ vì nóng vội mà đưa ra các quyết định manh động và có phần liều lĩnh. Nhất là khi liên quan đến vấn đề tiền bạc thì bạn lại càng phải cẩn trọng hơn nữa. Có không ít kẻ xấu bụng đang rình rập quanh bạn. Chỉ cần một bước đi sai lầm có thể sẽ khiến cho tiền bạc tiêu tán, thất thoát khó tránh. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong công việc khiến bạn bị kéo vào vòng xoáy thị phi. Nên để đảm bảo cho sự ổn định của vận trình thì bạn nên xây dựng mối quan hệ tốt và không làm việc cầu thả để tránh sai sót. Đối với quan hệ tình cảm, bạn nên thể hiện thái độ tích cực và thân thiện hơn một chút nếu như không muốn mình bị cô lập và chịu những điều tiếng không hay. Nếu đang chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác trong hôm nay thì tốt nhất bạn nên chủ động vẫn tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, tìm ra hướng phát triển phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, nhận được nhiều lời động viên từ người thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, gia đình là động lực để bạn tiến lên. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, thông minh nhanh nhẹn và linh cảm tốt. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 13, 18. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy chính ấn xuất hiện, nâng đỡ phần nào cho vận trình của con giáp tuổi Thân. Với năng lực sẵn có, chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình, luôn có thái độ cầu tiến, không ngừng học hỏi từ những người có kinh nghiệm đi trước, cơ hội thành công sẽ đến bên bạn. Tuy hành trình có thể chậm hơn, nhưng hãy lấy đó làm động lực để tiến về phía trước. Tài lộc có phần nhỉnh hơn thời gian trước, có điều chi tiêu cũng khá nhiều, nên bạn hãy cố gắng điều tiết và tiết kiệm hơn trong thời gian tới. Thổ sinh kim giúp chuyện tình cảm của con giáp này có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn được Hồng Loan dẫn lối, mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau ngay từ lần đầu, nên mối quan hệ có thể sẽ tiến triển rất nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, đừng dễ dàng nhận lời nhờ vả của người khác. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, nên ra ngoài để thay đổi tâm trạng. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, các nguồn thu phụ gia tăng, đón vận may tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, không nên cứng đầu cứng cổ. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 96, 30. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn mang lại dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn tìm được cơ hội để khẳng định điểm mạnh của bản thân, từ đó nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của bạn bè, đồng nghiệp. Tận dụng cát khí trong hôm nay, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng số. Quả là một ngày may mắn với con giáp này. Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm khá tốt và bạn cảm thấy hào hứng, vui vẻ với gia đình. Thêm vào đó, đối với người độc thân, có thể hôm nay bạn sẽ đón nhận được khá nhiều mối cơ duyên. Nhưng quan trọng là bạn có đủ tự tin để nắm giữ cơ hội hay không. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy,
người làm công ăn lương nhận được khoản lương thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa nên tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, chú ý tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh kim, người làm kinh doanh cần suy xét kỹ càng các vấn đề về tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là 16-95. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, do chịu tác động của cục diện tương hình, người tuổi Tuất trở nên tự tin thái quá, bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết. Trong ngày này, người tuổi Tuất còn phải chịu những tác động không tốt do kiếp tài gây ra. Bạn nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, đừng để chuyện bé xé ra to. Việc hợp tác làm ăn kinh doanh trong ngày này cũng khó mà trôi chảy. Tương phá còn cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không được mấy hài hòa. Dù mọi chuyện không theo ý bạn thì cũng đừng chút giận lên đối phương. Hãy chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà bạn đang gặp phải, có thể người ấy sẽ cho bạn một lời khuyên hữu ích. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, hãy bình tĩnh để đánh giá mọi vấn đề. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, tuân theo những quy định chung của tập thể. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, cần trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh kim, đề phòng những đối tượng tiếp cận với ý đồ xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, có cách nhìn nhận vấn đề mới mẻ hơn. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 89, 7. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 25 tháng 1 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tam hợp đem tới cho người tuổi Hợi nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn phát huy được năng lực của bản thân, khiến lãnh đạo hoặc nhà tuyển dụng chú ý. Hôm nay bạn có thể đạt được nhiều điều mình mong muốn. Hơn nữa, đường tình duyên của mệnh chủ có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Nhờ thế mà người độc thân dễ dàng có được cho mình người tâm đầu ý hợp để cùng chung bước trên chặng đường sau này. Tuy nhiên, thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Bạn chớ lơ là trong công việc của mình, dù đó là công việc bạn đã rất quen thuộc đi chăng nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, giữ chặt túi tiền trong tay, chớ tin lời người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, tìm ra cơ hội để khẳng định bản lĩnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, gia đạo an yên, không cần quá lo lắng. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, làm việc chăm chỉ sẽ có của ăn của để. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 17-99. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 25 tháng 1 năm 2023.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.